chúng ta chết lặng khi nhìn lại mình. Có đôi lúc tự nhìn mình trong gương, ta chẳng thể biết mình là ai. Bản thân mình thay đổi đến thế sao? Đến mức chính mình còn không nhận ra và không thể cứu vãn. Thân xác này giờ đây đã tệ hơn trước vì luôn giữ trong lòng những tổn thương quá lớn. Chẳng biết phải làm gì để lòng thôi đau đớn mỗi khi nghĩ ngợi và suy tư. Ta nằm đó, mặc kệ nỗi đau tấn công mà không hề kháng cự, bởi vì ta đã kiệt sức. Ngay lúc này, ta chỉ còn biết khóc, nhưng lại chẳng thể khóc được vì đã quá mệt mỏi. Cũng chỉ đành nuốt ngược vào trong và nghẹn ngào trong câm lặng. Chẳng thể tâm sự cùng ai, phần vì sợ phiền người khác, phần vì có nói cũng chẳng ai quan tâm. Đã có lúc những cơn đau ấy bóp nghẹt cõi lòng. Đã có lúc ta nghĩ bản thân nên biến mất một khoảng thời gian để được thở một hơi thật sâu, để chắc chắn rằng bản thân vẫn còn kiên trì được. Sẽ chỉ là ngụy biện nếu ta nói hiện tại mình đang cảm thấy ổn. Những điều ngu ngốc vẫn luôn làm hại đến trái tim, nhưng khi nghĩ lại, ta chỉ dám mỉm cười cho qua chuyện. Ta thực sự đã thay đổi quá nhiều, cả mặt tốt cũng như mặt xấu. Bản thân giờ đây khác hẳn lúc trước. Tuy bề ngoài có vẻ ổn, nhưng bên trong chưa đầy những nỗi buồn chẳng biết khi nào sẽ bùng nổ. Ta có một thói quen khó bỏ, đó là dành rất nhiều ngày tháng chỉ để buồn. Mỗi ngày sẽ có một nỗi buồn vu vơ và ép bản thân phải vượt qua nó ngay trong ngày. Nếu không, nỗi buồn sẽ từ từ chất thành đống và ghì chặt trong lòng, để rồi quật ngã ta vào lúc yếu đuối nhất. Ta sẽ phải lựa chọn giữa việc cố gắng vượt qua mọi chuyện hoặc chịu chết dần trong mớ hỗn độn. Những tổn thương hóa thành thinh không. Có những lúc ta buông xuôi tất cả để mặc tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa. Đơn giản là vì vào thời điểm đó chúng ta chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ta sống mà không biết mục đích sống của mình là gì. Cũng chẳng có ai bên cạnh giúp đỡ, hỏi han, hay thậm chí chỉ là lắng nghe và đồng cảm. Đó là khoảng thời gian chông chênh, với đầy những khoảng lặng mà ta không thể nào lấp đầy. Mệt mỏi cứ bủa vây lấy ta mọi lúc, tưởng như không thể chịu đựng nổi, mà vẫn phải gắng gượng qua ngày. Có những ngày, trong lòng ngổn ngang nỗi buồn không thể sắp xếp, ta phải tìm cách để nó không xâm chiếm lòng mình, lại càng không thể bị nó chi phối mãi. Ta cần chống lại những buồn khổ ấy, vì nỗi đau cứ luôn ở đó, còn bản thân nếu không biết tự yêu thương thì sẽ dần mất đi. Cho nên phải tự yêu thương mình, và cũng đừng đem mình ra để cầu xin sự thương hại từ bất cứ ai. Chúng ta luôn mang hàng tá những hỗn độn ngoài kia trở về nhà, nhiều đến nỗi góc nhà chật hẹp cũng chẳng thể chứa đủ. Thế nên đừng tự trách bản thân mỗi khi bị quá tải nỗi buồn. Chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt, nên phải biết tự chữa lành mỗi khi đau đớn. Đừng để trái tim mình bị hoen rỉ, đừng để đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Càng ngày chúng ta phải càng biết trân trọng bản thân mình hơn, phải yêu bản thân nhiều hơn ngày hôm qua một chút. Bởi vì nếu ngay cả ta cũng không biết tự thương mình, thì làm gì có ai yêu thương và trân trọng chúng ta được. Thật sự, ta chỉ là những kẻ bình thường.
Thế nên đừng cố gắng chịu đựng để được xem là một người hùng trong mắt ai đó. Chúng ta chỉ nên tự làm người hùng của chính mình thôi. Đừng cố gắng cam chịu tất cả. Trái tim ta nhỏ bé đến thế thì làm sao có thể gánh chịu hết thảy? Ta sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể tự chữa lành. Nếu cứ dồn ép bản thân thì chỉ khiến chính mình ngày càng bị nhấn chìm vào dũng lầy của nỗi cô đơn và tủi thân mà thôi. Thôi thì chúng ta đã đủ đau lòng. Hãy nghỉ ngơi một lát để cõi lòng này được nguôi ngoai và vơi dần đi nỗi đau. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Đừng buồn, cũng đừng mang nhiều nỗi thất vọng về bản thân đến thế có được không? Chúng ta đã cố gắng lắm rồi, gần như đã hết sức chịu đựng. Đừng để bản thân mệt mỏi hoài như thế. Hãy tự an ủi và vỗ về chính mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hãy cứ khóc nếu nó khiến ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đừng để đến một lúc nào đó tâm hồn trở nên chai sạn. Dù có đau cũng chẳng thể khóc được nữa vì nước mắt đã cạn. Nếu mọi thứ có khó khăn quá thì cũng đừng làm khó bản thân. Chúng ta phải tự học cách buông bỏ, học cách lắng nghe bản thân nhiều hơn để nhận ra những khoảnh khắc chính mình cần mình nhất. Và bạn biết không, chúng ta phải tự học cách yêu thương và chở che chính mình. Dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng cho phép người khác có quyền chà đạp, đùa giỡn ta, rồi xem như không có gì. Rồi chúng ta sẽ cảm thấy ổn thôi. Phải không? Không hôm nay thì ngày mai. Không ngày mai thì ngày mốt. Không ngày mốt thì sau này. Chẳng lẽ cả cuộc đời chúng ta chỉ luôn gặp những chuyện tồi tệ mãi hay sao? Ngủ đi nào. Khóc ít thôi. Khóc mệt rồi thì hãy tự lau nước mắt. Vì chúng ta sẽ chẳng muốn nhìn thấy mình trông thật xấu xí với đôi mắt sưng húp đâu. Chúng ta có cả một cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi phía trước. Thế nên cứ an tâm tiến bước, vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc. Hãy khiến bản thân thật bận rộn để tạm quên đi những nỗi đau không thể nói thành lời. Nhưng không thể quên thì cũng chẳng sao, vì thời gian rồi sẽ giúp chúng ta xoa dịu mọi thứ. Hãy mỉm cười nhiều hơn, vì lúc cười, trong chúng ta rất xinh đẹp. Thế nên, đừng lúc nào cũng ủ rũ hoặc gắng gượng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó thôi. Ổn cả thôi mà. Khi còn trẻ, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Hãy biết trân quý những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Cuộc sống này không quá ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài. Hơn hết là chúng ta chỉ sống được một lần mà thôi. Nên hãy làm những điều xứng đáng nhất cho bản thân, cũng như cho cuộc sống tươi đẹp. Sẽ rất khó khăn khi phải bước đi trên con đường đầy chông gai của cuộc đời. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép gục ngã hay cúi đầu. Rồi ta sẽ vượt qua được thôi. Đừng cứ mãi ủ rũ hay không tin vào tương lai. Hãy tự cứu lấy mình. Hãy đi đâu đó thật xa mỗi khi cảm thấy quá áp lực, để bản thân được thở, được nhẹ lòng hơn. Khi ta lớn lên, đồng nghĩa với việc những người thân yêu đang dần già đi. Để có thể lo cho họ và bản thân một cuộc sống tốt hơn, ta buộc phải chạy theo những thứ vật chất đời thường. Nhưng đừng quá mãi mê chạy theo chúng. Hãy biết dừng lại khi đã có một cuộc sống đủ đầy. Bởi vì đến một lúc nào đó ta sẽ nhận ra
tiền tài và danh vọng cũng chỉ là những thứ bên ngoài. Điều quý giá đích thực đó là những gì ta được trải qua cùng những người thân yêu bên cạnh. Các bậc cha mẹ không cần chúng ta trở thành ai đó quá lớn lao. Chỉ cần những đứa con của họ có thể sống vui vẻ, sống có ý nghĩa và giúp ích cho đời. Như thế đã là đủ lắm rồi. Có đôi lúc, vì khoảng cách thế hệ mà chúng ta không tìm được tiếng nói chung. Nhưng hãy hiểu và thông cảm cho nhau, vì ai cũng có lý do của riêng mình. Sau tất cả, chúng ta đều chỉ muốn tốt cho người kia mà thôi. Những người trẻ không nên có hành động dại dột, đánh mất bản thân và mất đi cuộc sống của mình. Bởi vì còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Nếu có uất ức trong lòng, chúng ta nên bình tĩnh bày tỏ với người mà mình muốn họ hiểu. Một lần không được thì có thể hai, ba lần. Hiếm ai có thể thông cảm được cho người khác chỉ qua hai ba lần nói chuyện. Thế nên, chúng ta phải thật kiên nhẫn với cả chính mình và đối phương. Chúng ta rồi cũng sẽ đi qua hết những thăng trầm của cuộc đời. Nếu sống quá nhanh, quá vội vã, chúng ta sẽ không có cơ hội để nhìn lại. Hãy sống thật bình tĩnh để chiêm nghiệm cuộc sống tươi đẹp. Ta còn có người thân, những người luôn sẵn sàng giang tay đón lấy ta mỗi khi khó khăn, mệt mỏi. Ai cũng có lúc vấp ngã. Vấp ngã để trưởng thành, để biết trân quý những gì mình đang có, trân quý những người đã không rời đi. Hãy dành cho bản thân một chuyến đi xa, đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, thả hồn vào làn nước xanh mát và hét thật to, trút bỏ hết những muộn phiền nơi núi rừng. Có nhiều cách để khiến bản thân trở nên tốt hơn, thế nên đừng cứ sống mãi với những điều tiêu cực. Hãy coi chúng là kẻ thù cần phải loại bỏ. Đừng để tiêu cực gieo vào lòng ta những nỗi đau, để rồi ta lại tự làm đau chính bản thân mình. Tuổi trẻ vẫn còn nhiều điều phía trước để trải nghiệm. Hãy làm những gì mình thích và sống hết mình với đam mê của bản thân. Chúng ta phải luôn hiểu được mình muốn gì và cần gì. Vì nếu ngay cả chúng ta còn không hiểu được bản thân, thì làm sao người khác có thể hiểu? Hãy đem những năng lượng tích cực trong cuộc sống dành cho những người yêu quý xung quanh. Để khi già đi, cũng là lúc chúng ta hoàn thành những điều tốt đẹp nhất, để lại cho các thế hệ sau. Đừng nên đem theo quá nhiều vướng bận khi rời khỏi thế gian này. Chúng ta phải luôn sống thật tốt để không phí hoài những năm tháng tuổi trẻ. Hãy sống làm sao để khi ra đi, ta vẫn còn luôn ở trong trái tim của mọi người.